Ê chàng, ê chàng, ê chàng. Ê chàng hơi xài, ta xin xài. Nghe gương bổi. Xe bị. Thôi, ai bây giờ biết chi? Thôi, chắc là bạn. Ủa, quay bên đâu đây? Quay đi thôi, để chơi, quay đi. Phật con cầm con chi á. Ủa, cổ đây tàn nhiều, bỏ túi quay đi. Chị không biết à, anh phải viết cho. Thôi lần sau nói chi mướn Y Tình viết nha. Tướng, cái hai thùng hai thùng mới tới rồi. Hai thùng đồ đây là chiếc cửa đó. Hai thùng đồ tôi tính mua phải không? Dạ dạ. Mới tới đó, mới tới này đó. Biết là một tên Tuấn là cái manh. Dạ mấy anh chờ Quyên này. Quyên này ghi lúc mà bỏ đi nó thôi. Thôi tới rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời chị Mimi đi ra Mimi Thank you.
đi rồi mặt này Oh, this is mine!
Ha ha.